Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu tiết lộ về cuộc sống đảo lộn sau một tháng đăng quang. Hoa hậu Đỗ Thị Hà sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, là con gái út trong gia đình có ba anh chị em. Cô hiện là sinh viên ngành luật kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tân Hoa hậu sinh năm 2001. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thần thái rạng rỡ, đặc biệt nụ cười tỏa nắng của Đỗ Thị Hà luôn giúp cô nhận được thiện cảm của người đối diện. Cô cao 1m75, số đo bao vòng 80-60-90. Đặc biệt cô sở hữu đôi chân dài ấn tượng 1m1. Với nụ cười rạng rỡ và ngoại hình sáng sân khấu, Đỗ Thị Hà nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng. Sáng 28 tháng 12, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có cuộc trò chuyện với người đưa tin pháp luật sau một tháng đăng quang. Tân Hoa hậu chia sẻ, một tháng chưa phải quá dài nhưng đủ khiến mọi thứ của tôi đảo lộn hoàn toàn. Sau đêm đăng quang, khi mở mắt dậy, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng, cứ ngỡ như một giấc mơ không thể tin nổi. Mới đây, tôi chỉ là một thí sinh bình thường nhưng sau một đêm đã thành Hoa hậu. Bước ra khỏi thang máy để tới chỗ họp báo, ai nhìn thấy cũng đến hỏi han chúc mừng rồi xin chụp ảnh. Cuộc sống của cô sinh viên thường ngày chỉ quẩn quanh đi học, nấu ăn, tối gọi điện tâm sự với bố mẹ, bỗng chốc phải nhường chỗ cho lịch trình kín mít, không kịp ăn, không kịp ngủ. Mới đầu tôi rất áp lực vì nghĩ làm hoa hậu khó lắm, nhưng sau một tháng trải nghiệm tôi nhận thấy, thực ra làm hoa hậu không hề khó, nó chỉ khó nếu như mình không nỗ lực và không đặt ra mục tiêu phấn đấu. Tại buổi trò chuyện, cô cho biết, trước đây tôi là một cô gái khá tự ti và rụt rè. Lúc nào tôi cũng nghĩ chắc sau này mình khó làm được điều gì to lớn, khác biệt. Nhưng hôm nay suy nghĩ ấy đã đổi khác. Nhìn lại chặng đã qua, tôi tự nhủ bản thân sẽ làm được và sự nỗ lực sẽ được bù đắp bằng một kết quả xứng đáng. Sau khi đăng quang, mọi người trong gia đình đều vỡ òa cảm xúc. Hồi biết tôi đi thi, bố rất lo. Bởi trước đây, con gái ở nông thôn chưa có điều kiện để tiếp xúc với môi trường nghệ thuật. Bây giờ lại mang trên vai trọng trách lớn. Bố sợ tôi sẽ gặp những cám dỗ. Khi con gái đăng quang, bố mừng, nhưng nỗi lo vẫn thường trực. Bởi cô con gái nhỏ của bố mẹ sẽ phải đối mặt với nhiều điều rất lớn. Sau khi đăng quang, tôi vẫn là tôi, nhưng phải giữ hình ảnh, trau dồi và tiếp thu thêm những điều tốt đẹp để hoàn thiện bản thân. Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai, cô cho biết, tôi cần phải rèn luyện nhiều kỹ năng để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Tôi cũng mong muốn thực hiện nhiều hơn nữa các dự án nhân ái để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.